Cái nhà ơi, giờ mình ấy nha, dọn dẹp. Nó mới hiện đây cả nhà ơi, mặt chứng nhất nè. Quỷ. Hello, xin chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Sơn Mai Lắp nha. Thì rất là vui khi được mọi người ủng hộ mình về video của căn nhà hoang chỗ nơi quỷ mắt đỏ cả nhà. Thì video đó là mình đã làm video giúp là cái hương linh của họ siêu thoát ha. Nhưng mà cũng chưa biết là thật sự siêu thoát hay chưa nữa. Thì nếu anh chị cô chú muốn mình quay lại một lần nữa và xem cái thật sự có đi hay chưa thì mọi người nhớ comment phía dưới nha. Nếu mà số đông nhiều mình sẽ quay lại nó một lần nữa và như là xem thử cái hương linh họ có đi chưa hay là còn ở đó nha cả nhà. Và quay lại chủ đề hôm nay á, thì những ngày trước Tú có quay một cái đoạn video mà trong sàn nhà bếp của mình và có gỡ một lá bùa chỗ của thầy ra xem thử có ma quỷ gì không á. Thì hầu như là thấy một cái vong nữ, một vong nữ khi mình mà gỡ lá bùa ra là nó mở cửa đi vô nhà cả nhà đó. Thì hôm nay mình đã giá lá bùa ra rồi nhưng mà cũng có nhiều nhiều bạn comment nói là muốn Tú tìm hiểu phía sau nhà và đặt camera ở ngôi mộ của cô gái ngay sau nhà mình luôn, xem thử phải là sự cô gái hay là không, hay là một cái vong nào khác. Thì hôm nay á, thì mình cũng sẽ bắt đầu tìm hiểu phía sau nhà mình lại, giống như là xem thử coi đặt camera thử có thấy họ hay là không cả nhà. Và nếu mà có thấy thì xem thử mình có giúp được gì cho họ hay là không. Đó. Thì nếu mình giúp được thì mình cũng sẽ giúp giống như là một cái vong ở ngôi nhà hoang lần trước. Thì ok, thì rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi video của mình ha. Thì mọi thắc mắc hay mà mọi sự liên hệ mọi người có thể nhắn phần comment để gọi trực tiếp đến Tú nha. Đó. Rồi một cái phần tiếp theo nữa là bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đó và quan sát, tại vì phía đó thì mình biết thì bây giờ cỏ mọc rất là nhiều, rất là cao, rất là âm tùm, mà mình thì chưa biết đặt cái góc camera nào là cho nó thuận tiện. Nếu đặt trước góc mộ thì góc rất là hẹp, không thể nào mà quay được xung quanh đồng người xem ha, thì phải đặt là phía sau mộ quay tới phía sau nhà mình thì có vẻ sẽ ok hơn rất là nhiều cái góc đó. Thì mọi người nhớ ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Nếu mà được mọi người ủng hộ nhiều hơn thì hãy chia sẻ với bạn bè mình qua những trang mạng xã hội Facebook hoặc là những cái mạng nào mọi người đang xài đó, hoặc là giới thiệu cho những anh chị em trong nhà hoặc là anh chị cô chú nào đó xem ủng hộ mình nha. Thì ok, không mà mất thời gian mọi người nữa, bây giờ mình mời mọi người cùng với Tú ra ngoài sau nhà mình. Thì ngoài này cũng khá là ghê, toàn là màu mã thôi. Thì ok, giờ đi thôi cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình sẽ mở cửa ra phía sau đó nha. Lá bùa mình dán lại hôm trước giờ sợ quá. Đây là người mẫu phía sau nhà mình nha, là cô gái này mới mất năm 20, Tết năm 20. Thì lúc trước thì mọi người thấy phía sau nè cỏ rất là thấp, từ hôm trước mình đốn á thấp mà cái này mưa á lên nhanh quá nhanh, tùm cái ghê lắm nha.
Nhưng mà hôm mưa nó ướt nhẹp chứ. Mấy ngày nay mưa quá trời mưa. Đây là một số ngôi mộ để mình đi bên kia. Quá trời cỏ lên, hôm trước trống trải lắm mà lại lên quá trời lên. Thì thấy không, ở đây cái nguồn khu mộ nè. Hôm trước lúc trước mình cũng đặt camera ở đây nữa, và hầu như ngay cái cổng này nè, ngay cái cổng này là có một cái bóng người phụ nữ đứng ngay cái này luôn. Mình tại mình quay camera sớt qua mình thấy thôi chứ không có thấy được rõ ràng. Đó là nhà mộ của người ta ha. Đang dãy mộ. Quá trời cỏ đồ ôm tùm quá. Thì đây là ngôi mộ phía sau nhà mình. Thì chút xíu nữa mình sẽ tìm một góc camera đặt cho thật là rõ ràng đó nha. Ok, bây giờ mình sẽ tạm dừng video để chuẩn bị đặt camera. Thì cỏ nhiều quá thì có lẽ mình sẽ đốt lên cây ra. Đốt lên cây gió đi. Đằng này có gió. Ok nha, thì mình đã là chọn lựa đặt góc này, thì cúng kiến mình sẽ cúng góc này nha, chỗ sau đít mộ nè. Thì hôm nay mình phải để đèn sáng đó nha, chứ mình để đèn tối mọi người thử nè, không thấy gì luôn á. Ồ, thấy cũng xa sáng mà ta. Ok, để mình là đốt đèn chỗ này cho nó thấy sáng hay không nha. Mà chó sủa dữ không biết. Còn mình thấy cũng khá là ổn, sáng mà đâu tối đâu. Tại vì bây giờ đèn cày nó chưa cháy lớn cả nha, mình thấy tối. Mà cháy lớn thì sáng là sáng, mình đốt rất là nhiều đèn cày luôn á. Ok, giờ đó đến đó mình sẽ bánh và đốt nhang, đốt lá bùa đi vô trong nhà đóng cửa luôn. Ok. Chó sủa quá trời, không biết đâu mà chó sủa dữ biết. Gì vậy? Dữ vậy, ban gì?
Chạy quá chạy. Chó đầu thủ vàng trời chứ. Ui. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào nhà cả nhà.
đấy nha, dọn dẹp. Nó mới hiện đây cả nhà ơi, mặt chính nhất à, quỷ. Nó mới hẹn đây cái nhà ơi, mà chính nhất là quỷ. Nhìn lộn ta, mới khòm nó ngước lên nhìn hết hồn vía chứ. Thổi đèn, thổi đèn cày vô. Mơ thấy rồi phải không nữa. Đục luôn. Đục luôn. Ok. Thôi chào mọi người ha, mình đi vô ghê quá mới thấy cái gì.